Phương Thảo xin cảm ơn quý vị vẫn còn đang giữ màn hình của Phương Thảo Talk Show. Kính thưa quý vị, phần đầu hai chị em đang nói là nếu mà mình vào một cái builder mà mình mua nhà thì mình phải cần có agent hay không? Thì câu hỏi này phần 1 cũng đã trả lời là mình không cần nhưng mà mình nên có. Phương Thảo nghĩ rằng nếu mà quý vị vào trong một cái builder mà quý vị mua mà không cần một người agent thì cái người builder, cái người mà đại diện cho cái người builder bán đó hoàn toàn là bảo vệ cái quyền lợi của người bán chứ không có lo về cái phần của người mua. Cho nên là quý vị phải cần giấy tờ hoặc là nhiều khi những cái quyền lợi của mình mà mình không biết để hỏi hoặc là để bàn thì họ sẽ bỏ lướt qua, cho nên là nó không có lợi đối với mình. Và cái tiền mà để trả cho người realtor cũng vậy, không có tốn mình đồng nào hết, nhưng mà nếu mà mình không dẫn người realtor vào thì họ vẫn giữ cái tiền đó lại chứ họ không có cho mình đâu. Họ nói họ cho nhưng mà thực ra là không có, tức là họ bỏ qua chỗ này bớt qua chỗ kia, rốt cuộc quý vị vẫn là người trả cái giá tiền đó chứ không phải là tiền từ túi họ ra. Dạ, cũng có nhiều khi mấy người builder họ nói đó chị, là nếu mà không có agent thì họ sẽ cho 10 tới 15 ngàn credit nha, chứ không phải là tiền mặt. Right. Và có nghĩa là 10 tới 15 ngàn cho những khách hàng nào muốn nâng upgrade cái căn nhà lên. Nhưng mà phải dùng cái supply của họ. Right. Phải dùng labor của họ. Thì chị nghĩ đi, thí dụ mà mình upgrade lên một từ cái nhà thảm, từ cái floor thảm mà chị upgrade lên cái sàn gỗ, thí dụ vậy đi. Cái gỗ ở ngoài nó có thể bán là 3 đồng một square feet, thì ở trong đây nó sẽ lấy chị 6 đồng một square feet. Tiền công có thể là 6 đồng một cái square feet, nó lấy chị 12 đồng. Thì cái quý vị ở cái tiền 10.000 tới 15.000 họ cho quý vị upgrade á, là không có nhầm nhòi, không có upgrade được, chứ có thể upgrade được một cái floor thôi. Nhưng mà 10 tới 15.000 rất là lớn khi mà họ đưa ra cái con số đó cho quý vị. Dạ, nhưng mà khi mà họ đưa cái con số đó ra, thực ra quý vị ơi, nếu mà mình không có agent á, cái con số đó vẫn có ở đó, tại vì cái incentive đó đó là dành cho cái builder đó, cho client của họ, chứ không phải là chỉ riêng những người không có client, không có agent mới có. Thực ra là nếu mà họ có một cái plan nào đó là họ có một cái plan giống nhau cho tất cả mọi người, và khi mà mình vào mua thì nó cũng giống nhau, chứ không phải là người có agent thì được nhiều cái này, người không có agent thì được bớt cái kia, không phải như vậy. Đó là những người làm ăn không thật thà, họ nói với mình như vậy, nhưng mà thực ra là nó không có đúng như vậy. Trên giấy tờ thực ra nó như Kenny nói vậy đó, tất cả những cái tiền mà họ nói họ upgrade cho mình, thà là họ nói là không có agent tôi đưa cho anh chị 15.000 tiền mặt, quý vị nên đi. Thì Phương Thảo nghĩ cái đó là tốt, nhưng mà thực ra họ không có nói như vậy, họ chỉ nói là họ cho mình credit. Thì cái credit đó thực ra họ nâng giá lên rồi họ hạ giá xuống, cái đó là chuyện rất là dễ dàng nếu mà mình không có agent. Cho nên Phương Thảo nghĩ rằng nếu mà cần thì không cần, nhưng mà thực sự muốn bảo vệ quyền lợi của mình thì mình nên có agent của mình thì tốt hơn. Không, thật ra kể từ khi mà khách hàng bước vô cái office đó rồi á, em thí dụ rất là đơn giản nha, cái người sale agent đó biết họ sẽ cho maximum cái gì cho những người khách hàng đó. Thí dụ bây giờ họ có, khi mà quý vị bước vô là một cái target, đúng không? Đúng là rồi. Một cái target, họ có 6 cái phi tiêu. Ok, thì họ không có thể nào phóng một lần 6 cái phi tiêu, đúng không? Phóng một lần 6 cái phi tiêu là dĩ nhiên trúng rồi, nhưng mà thí dụ họ phóng một cái, ok, hụt họ phóng cái kia, hụt họ phóng cái kia, chừng nào trúng quý vị thôi. Thí dụ họ phóng 3 cái chúng thì 3 cái đó là 3 cái incentive họ đưa cho quý vị, còn 3 cái kia họ giữ. Nghe nói phi tiêu thấy sợ quá phải không quý vị? Tức là họ có nhiều cái phần khác nhau, phần này cho tí xíu là như cho tí xíu được thì không, được mình thôi. Giải nghĩa vậy. Cho nó vui vẻ một chút. Tức là hy vọng là quý vị cái đầu tiên đừng có trúng cái thứ sáu lợi hơn. Nhưng mà thầy, nếu mà mình có agent thì là 5 cái đầu đã được người agent bỏ qua quên rồi đó. Còn cái trúng cái thứ sáu. Nói vậy chắc mai mốt quý vị vô văn phòng của người builder họ nói là cái gì cũng no hết. Cứ nào để ta về nói chuyện với agent lại cái đã phải không? Chú Ngọc ở Arlington, chú nói Phương Thảo ơi, chú đã coi Phương Thảo Talk Show và thường nghe cháu khuyên nên mua nhà cho thuê. Nhưng chú có nói với con chú để có thể làm thêm tiền, nhưng mà con chú lại 1, 2, 3, 4 không muốn mua, nói rằng có thể mua những việc khác, tại sao phải mua nhà. Con có thể trả lời để chú tham khảo không? Thực ra là mỗi người có cái quyền mở tiệm khác nhau, hoặc là mỗi người có cái thích của mình khác nhau. Thực ra là nếu mà chú khuyên con chú mua nhà thì đây là những cái, nếu mà Phương Thảo có cái phước phần nào đó để mà khuyên ai mua nhà thì đây là những cái điểm mà Phương Thảo nghĩ rằng nó rất là tốt. Thứ nhất là mình mua nhà mình có thể cầm nắm được, tức là thí dụ như là con của bác bỏ 100.000 ra để mua một căn nhà
thì có thể cầm được căn nhà đó, cái quyền của mình, cái quyền làm chủ căn nhà đó mình cầm nắm được. Thí dụ mình mua stock mình không có cầm nắm được, cái market nó lên nó xuống mình không cầm nắm được, nhưng mà mình mua nhà mình cầm nắm được. Và cái lịch sử của nước Mỹ từng nhiều năm chứ không phải là bây giờ, nhà nếu mà không có gì trục trặc trên thị trường, nếu mà không có những cái rất là ngoài ý dự định thì thường thường nhà nó càng lâu ngày thì nó càng lên chứ nó không có xuống. Cho nên là đó là hai cái phần mà Phương Thảo thích. Cái phần thứ ba nữa là mình có thể thêm và mình có thể bớt. Thí dụ như mình mua một căn nhà mà mình thấy là cái căn nhà này nằm ở địa điểm tốt, thì mình có thể thêm một phòng đằng sau để mà lấy thêm tiền thuê. Mình tự control cái phần đó của mình. Hoặc là mình nghĩ rằng ê chết cha rồi, cái nhà này nằm mua lộn chỗ rồi, không có lời, thì mình có thể bớt lại bằng cách là mình tự cắt cỏ, mình tự sửa nhà để mình đỡ bớt cái tiền mà mình phải bỏ ra. Cho nên là một trong những cái phần mà Phương Thảo nghĩ rằng mua bán địa ốc nó có lợi ở chỗ là mình cầm nắm được, mình san sửa được, mình bỏ thêm được, mình lấy ra được, mình có quyền làm chủ hết những cái phần đó. Và khi thị trường nó xuống đó, mình không muốn bán, mình vẫn cứ để đó và mình cho mướn, mình vẫn lấy tiền vào được. Chứ còn có những cái business, thí dụ như thị trường mà nó ế ẩm thì tất cả mọi người đều ế ẩm cả, thì mình không làm ăn được. Nhưng mà về vấn đề địa ốc á, thì thị trường nó ế thì mình đừng có bán, mình vẫn cho mướn. Nếu như mà thực sự không cho mướn được giá cao thì mình cho mướn vừa giá để mình đủ trả tiền nhà băng thôi, thì mình vẫn có lời, tại vì thời gian trôi qua thì người này trả tiền cho nhà băng mà nhà là nhà của mình đó. Cho nên là cái phần đó là Phương Thảo rất là thích. Và thêm nữa là mình mua dơ bán sạch đó quý vị. Tức là mua một căn nhà nó không có được sạch sẽ, nó không có được đẹp đẽ lắm, nhưng mà khi mà mình sang sửa xong rồi, mình cảm thấy mình có một cái sự thành công. Khi mình sang sửa xong rồi, tự nhiên cái căn nhà đáng lý không ai thèm ở bây giờ, ai cũng muốn vô để mướn đó, thì cũng là một cái việc mà mình tùy theo. Tức là nếu mà con chú mà thích sang sửa thì đó là cũng là một cái điểm để mà mình khuyên ai đó muốn mua nhà. Dạ, nói chung á thì khi mà đầu tư vô nhà cho mướn á thì mình có cái mình nắm vững được cái số tiền của mình đầu tư ra. Thí dụ chị đầu tư 100.000, cái gì em nói là tiền mặt thôi nha, không có đi ra mượn tiền nhà băng gì hết. Mình đầu tư cho 100.000 vô với căn nhà đó, thì mình biết dù căn nhà đó thí dụ mà mình không quản lý được khách mướn nhà, hay là có thể bị gì hay chăng đi nữa, vấn đề gia đình gì, thì mình có thể bán căn nhà đó mình lấy là 100.000. Quý vị mà bỏ 100.000 vô stock market đó là quý vị sẽ không biết đâu, nó lên xuống có thể một ngày nó lên một ngày nó xuống, cho nên mình không có cái quyền, mình không phải là cái quyền, chỉ là cái mình không có cái sự lựa chọn, không được, có sự lựa chọn với cái số tiền đó sẽ đi đâu. Nhưng mà nói về nhà cho mướn hoặc là đầu tư về địa ốc á, thì mình có được cái sự chọn lựa với cái số tiền mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì với căn nhà đó. Và khi mà Kenny nói tới vấn đề là mình bỏ xuống 100.000, quý vị, thực ra một trong những điều mà làm Phương Thảo rất là mê địa ốc là mình không cần phải bỏ 100.000. Dạ, mình có 100.000, mình không cần phải bỏ 100.000, mình bỏ một cái phần nhỏ thôi, mình mượn của người khác để bỏ vào, rồi mình làm lời, rồi mình lấy cái lời đó mình trả cho người ta, và mình còn lại cái lời nữa. Cho nên đó là cũng là một cái điều rất là hấp dẫn đối với Phương Thảo. Tại vì nếu mà mình bỏ 100.000 ra, mình mua một căn, một cái tiệm đi mà làm lỗ rồi mình bán này kia thì rất là ngại. Nhưng mà nếu mình bỏ chỉ có 30.000 đồng của mình ra thôi, mình mượn của người khác rồi mình lấy tiền của người thuê trả qua cho cái người chủ nợ, và mình lấy tiền lời ở giữa, thì nó quá đẹp đi. Cho nên là Phương Thảo rất là mê là cái điểm đó. Và bên cạnh nữa là quý vị, là cái như là mình nói ngay lúc đầu là cái depreciation của cái nhà đó nó không có nặng như tất cả những cái vật khác mà mình mua. Thí dụ như bây giờ mình, và cũng vì cái depreciation đó, thí dụ một người mở một cái tiệm và cái tiền income của cái người đó là 60.000 một năm đi, thí dụ vậy đi ha. Chứ Phương Thảo nói là cái tiệm là thấp tệ nhất đi là 60.000 một năm, và một người có nhà cho mướn và lấy cái income vào 60.000 một năm, thì khi mà khai thuế đó, vì cái depreciation của căn nhà đó, cái này thì quý vị nên là hỏi lại cái người khai thuế của mình để mà biết rõ thêm chi tiết. Nhưng mà khi mà khai thuế đó, cái tiền mà lấy lại của cái người mà có nhà cho mướn đó nhiều hơn là cái tiền của cái người mà làm tiệm phải đóng ra. Dạ đúng ạ. Cho nên là đó cũng là một cái phần rất là hấp dẫn về vấn đề địa ốc. Tại vì cái người mà có cái tiệm đó, họ có thể file loss.
Thì bên đây quý vị cũng có thể file loss được. Depreciation được. Đó, cho nên khi mà cái depreciation là cái đó là mấy phần trăm em không biết nữa, nhưng mà cái đó là tùy theo cái bracket của mỗi người đúng không? Dạ đúng. Dạ thì mình, cho nên là mình phải hỏi tới cái người làm thuế của mình, tại Phương Thảo không có license, dù Phương Thảo biết Phương Thảo cũng không có dám nói về vấn đề thuế. Nhưng mà quý vị nên hỏi cái người thuế của mình, nếu thực sự quý vị là mà own nhiều căn nhà đó mà mình có cái cash flow đó, tức là có tiền ra tiền vào, trong khi đó mình không cần phải mở tiệm hàng ngày, thì đó cũng là một cái điểm rất là có lợi khi mình nghĩ đến vấn đề mà mình có bước vào địa ốc hay không, hay là mình mua những cái business khác, thì Phương Thảo nghĩ rằng nên nghĩ đến cái phần đó. Tức là cái phần thứ nhất là mình cầm nắm được, thứ hai mình có thể sửa chữa được, thứ ba mình có thể là hà tiện được, và mình muốn sang thì mình có thể sang. Nếu mình muốn sang mình bỏ vào thì cái market của căn nhà đó nó lại lên nữa. Cho nên là tất cả đều cái sự cầm nắm của mình, và có cash flow cho mình, mượn tiền của người khác kiếm lời cho mình, thì tất cả những cái đó đều là những cái điểm mà Phương Thảo nghĩ rằng nó rất là có lợi. Và wow, em thấy trên cái list của chị còn rất nhiều câu hỏi hay, nhưng mà bây giờ cái thời gian chắc cũng không cho phép, cũng gần hết show rồi phải không chị hả? Yes. Phương Thảo rất là tiếc, tại vì những cái câu hỏi mà các chú, các bác, các anh, các chị gửi vào đó, thường ngày đối với Phương Thảo thì nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà nói ra thì nó rất là dài dòng. Nhưng mà Phương Thảo hy vọng rằng là mình trả lời hết với cái sự hiểu biết của hai chị em, hy vọng là sẽ đem đến những cái đề tài cho quý vị tham khảo khi mà mình nghĩ đến là mình có nên bước vào địa ốc hay không, và khi mình bước vào thì có những cái phần nào mà mình nghĩ rằng nó sẽ có lợi. Và chắc chắn sau này sẽ có những cái show mình nói là tại sao không nên bước vào địa ốc, nếu mà mình một trong những người mà có những cái tính tình như thế nào đó mà không có hạt với địa ốc, mà khi mình bước vào mình sẽ bị burn liền. Cho nên là chắc chắn sẽ có những cái chương trình như vậy. Và hiện tại thì thời gian cũng hết, Phương Thảo xin một lần nữa tri ân tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã gửi những cái câu hỏi và cũng như những cái điều mà Phương Thảo cũng như là chương trình cần phải improve hơn. Và ngày hôm nay thì Phương Thảo đang mặc chiếc áo trên người đây. Một lần nữa Phương Thảo xin cảm ơn nhà may Mai Anh đã bảo trợ trang phục cho chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là chiếc áo dài mà Phương Thảo đang mặc ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn nhà may Mai Anh trong khu chợ Bến Thành. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác.